Lào trao tặng huân chương danh giá cho đại sứ Nguyễn Bá Hùng. Xin chào các bạn thân thiết của Vietnam Sugar. Các bạn thân mến, ai cũng biết Lào là quốc gia có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, hữu nghị lâu dài với Việt Nam, dựa vào sự hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quân sự và cả ngoại giao. Hai tổ quốc, hai dòng máu nhưng từ lâu như hòa chung làm một, như anh em trong nhà. Bởi thế, cứ hễ nhắc tới tình anh em máu mủ ruột già với nước ta mà không nhắc tới anh bạn láng giềng Lào là một thiếu sót rất lớn. Mới đây, tình nghĩa anh em keo sơn giữa Lào và Việt Nam lại được vun đắp thêm khi nước này trao huân chương Isala danh giá cho đại diện Việt Nam. Đặc biệt hơn cả, đại sứ Nguyễn Bá Hùng là đại sứ nước ngoài đầu tiên tại Lào được nhà nước Lào trao tặng huân chương tự do hạng 3. Vậy huân chương Isala là gì? Tại sao Lào lại trao tặng huân chương này cho đại diện nước Việt? Lào trao huân chương này cho Việt Nam với mục đích như thế nào? Mời các bạn hãy cùng tìm hiểu thông tin qua video ngay sau đây nhé! Huân chương tự do Isala hay còn gọi là huân chương Iktala là huân chương cao quý của nhà nước Lào dành tặng cho các cá nhân hoặc tổ chức có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào. Cho bạn nào chưa biết thì huân chương Isala của Lào có ý nghĩa sâu sắc trong việc công nhận và tôn vinh những đóng góp quan trọng và xuất sắc của các cá nhân hoặc tổ chức đối với đất nước. Đây là một phần trong hệ thống các danh hiệu và phần thưởng quốc gia, phản ánh sự kính trọng và công nhận của nhà nước đối với những nỗ lực đáng ghi nhận của các cá nhân hoặc tổ chức. Huân chương Isala danh giá là vì bởi huân chương này dùng để tôn vinh sự cống hiến chỉ được trao cho những người có cống hiến quan trọng trong các lĩnh vực khác nhau như chính trị, quân sự, văn hóa hoặc xã hội, góp phần vào sự phát triển và ổn định của Lào. Ngoài ra, việc trao tặng huân chương còn có ý nghĩa công nhận, đề cao tinh thần phục vụ của các cá nhân và tổ chức, thể hiện sự trân trọng của nhà nước đối với những đóng góp tích cực nhằm khuyến khích họ tiếp tục hỗ trợ nỗ lực và đóng góp cho đất nước. Bên cạnh đó, những cá nhân nhận được huân chương Isala thường được xem như là những gương mẫu trong cộng đồng, là những cá nhân có ảnh hưởng tích cực và đáng ngưỡng mộ. Có thể nói, việc nhận huân chương này không chỉ mang giá trị về mặt cá nhân mà còn góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa và lịch sử của Lào, làm nổi bật sự liên kết giữa các thành tựu cá nhân và sự phát triển chung của quốc gia. Qua những ý nghĩa trên thì các bạn cũng thấy đấy, huân chương Isala là một biểu tượng của sự công nhận cao quý và một công cụ quan trọng trong việc khuyến khích và duy trì những đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước. Theo thông tin được công bố, vào trưa ngày 29 tháng 7, tại thủ đô Viêng Chăn, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Selomsay Komasit đã trao huân chương Isala, huân chương tự do, hạng 3 tặng đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, là đại sứ nước ngoài tại Lào đầu tiên được trao tặng huân chương cao quý này của nhà nước Lào. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào chúc mừng đại sứ Nguyễn Bá Hùng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ công tác, hoan nghênh và đánh giá cao những hoạt động tích cực của đại sứ Nguyễn Bá Hùng, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy và thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Việc trao huân chương Isala của Lào cho đại diện Việt Nam có thể phản ánh mối quan hệ đối tác gần gũi và tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Qua sự kiện này, càng minh chứng sự ghi nhận đại diện Việt Nam đã có nhiều sự hỗ trợ và hợp tác với Lào trong các lĩnh vực khác nhau, từ phát triển kinh tế đến hỗ trợ xã hội và nhân đạo. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Selomsay Komasit đã trao huân chương Isala hạng 3, nhấn mạnh tầm quan trọng ghi nhận và tôn vinh những đóng góp tích cực cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước của đại sứ Nguyễn Bá Hùng trong gần 8 năm công tác tại Lào, kể từ tháng 12 năm 2016 đến nay. Khẳng định đại sứ Nguyễn Bá Hùng đã hoàn thành xuất sắc vai trò là cầu nối giúp gắn kết và phát triển quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam, cả về chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, văn hóa và du lịch. Đặc biệt đã giúp thúc đẩy một số doanh nghiệp lớn và có uy tín của Việt Nam sang đầu tư ở Lào, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội Lào. Bên cạnh đó, việc trao tặng huân chương cho đại diện Việt Nam có thể là một phần trong nỗ lực xây dựng và củng cố mối quan hệ quốc tế, đồng thời thể hiện sự tôn trọng và sự hợp tác giữa hai quốc gia. Qua việc trao tặng huân chương danh giá này, nhà nước và dân tộc Lào cũng thể hiện tình hữu nghị sâu sắc và sự đoàn kết giữa hai quốc gia, củng cố mối quan hệ lâu dài và bền chặt giữa Lào và Việt Nam. Việc trao tặng huân chương Isala cho cá nhân hoặc tổ chức từ Việt Nam là một cách thể hiện lòng biết ơn và sự trân trọng những đóng góp của họ đối với sự phát triển và hỗ trợ của Lào. Bày tỏ niềm xúc động và vinh dự được đón nhận huân chương Isala hạng 3 của nhà nước Lào, đại sứ Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh, đây là tình cảm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.
là sự đánh giá của Đảng, Nhà nước Lào đối với những thành tích, sự đóng góp vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam-Lào của Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Ngoài ra thì ông cũng chia sẻ thêm, trong suốt thời gian công tác trên cương vị Đại sứ Việt Nam tại Lào, bản thân đã được chứng kiến và tham gia nhiều sự kiện chính trị quan trọng giữa hai nước. Việc được sống và làm việc trong bầu không khí thắm tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước đã hun đúc cho đại sứ tình cảm thực sự đặc biệt, thân thương đối với đất nước và nhân dân Lào anh em. Đại sứ luôn coi Lào là tổ quốc, là quê hương thứ hai của mình. Điểm lại những dấu mốc, sự kiện quan trọng đã từng tham gia, chứng kiến và những kỷ niệm trong thời gian công tác tại Lào, đại sứ Nguyễn Bá Hùng cho biết. Bầu không khí thắm tình đặc biệt giữa hai nước đã hun đúc trong ông tình cảm thực sự đặc biệt, thân thương đối với đất nước và nhân dân Lào anh em. Nhấn mạnh, ông coi Lào là tổ quốc, là quê hương thứ hai của mình. Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cũng khẳng định, tấm huân chương cao quý này sẽ là nguồn động viên, khích lệ to lớn để ông và các đồng nghiệp tiếp tục nỗ lực, không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp, vun đắp mối quan hệ Việt Nam, Lào ngày càng phát triển, bền chặt và hiệu quả, mang lại lợi ích kinh tế cho hai nước và người dân hai nước. Dù trên bất kỳ cương vị công tác nào, đại sứ sẽ tiếp tục cống hiến hết mình để tình hữu nghị Việt Nam, Lào và để mối quan hệ đặc biệt Việt Nam, Lào mãi phát triển đi vào chiều sâu trên tất cả mọi lĩnh vực. Không dừng lại ở đó, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Lào cũng không quên bày tỏ sự chia buồn sâu sắc với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, anh em, trước sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, một vị lãnh đạo cách mạng trung kiên, kính yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, anh em. Bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, anh em sớm vượt qua nỗi đau này và biến đau thương thành nguồn động lực để đoàn kết toàn thể nhân dân, tiếp tục sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam không ngừng thịnh vượng. Phải công nhận, dù ở bất kỳ giai đoạn nào, mối quan hệ giữa Việt Nam, Lào luôn là mối quan hệ bền chặt, keo sơn nhất. Việc đại diện Việt Nam là người ngoại quốc đầu tiên được nhận huy chương danh giá cũng đủ hiểu người bạn láng giềng coi trọng đất nước chúng ta như thế nào. Qua tấm huân chương đặc biệt này, lại một lần nữa tình cảm, mối quan hệ giữa hai quốc gia thêm bồi đắp, vun trồng. Cứ hễ Việt Nam khó là anh bạn láng giềng Lào lại giang tay tương trợ. Cứ hễ Lào lâm nguy thì Việt Nam lại nỗ lực dốc công, dồn sức hỗ trợ hết mình. Vậy theo bạn, Việt Nam chúng ta cần làm gì để vun đắp, duy trì, kết nối mối quan hệ hợp tác song phương giữa hai quốc gia? Ngoài huân chương danh giá của Lào, các bạn có biết cá nhân, tổ chức nào nhận được huân chương danh giá từ các quốc gia khác không? Để lại bình luận cho chúng mình được biết về nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Soccer để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.